Sau 3 năm nghiên cứu tổng hợp, công trình nghiên cứu lịch sử đồng tiền Việt Nam, quá trình hình thành và phát triển đã hoàn thành. Đây là công trình quan trọng do Ngân hàng Nhà nước chủ trì, dưới sự tham gia của nhiều đơn vị và các nhà khoa học nghiên cứu về lịch sử tiền tệ khảo cổ. Lịch sử đồng tiền Việt Nam được các nhà nghiên cứu chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn các triều đại phong kiến ở Việt Nam, 968 đến năm 1945. Thời kỳ thuộc Pháp, năm 1874 đến năm 1954. Và giai đoạn từ năm 1945 đến nay. Công trình nghiên cứu lấy điểm xuất phát của lịch sử tiền tệ Việt Nam là đồng Thái Bình Hưng Bảo mà vua Đinh Tiên Hoàng giai đoạn năm 968 đến năm 979 cho đúc và lưu hành, đánh dấu sự lên ngôi trị vì. Như vậy đối với Việt Nam, có thể xem đây là mốc son trọng đại của việc hình thành lịch sử văn hóa tiền tệ tự chủ, những đồng tiền do chính nhà nước phong kiến Việt Nam đúc và lưu hành. Công trình nghiên cứu lịch sử đồng tiền Việt Nam là nguồn tài liệu quan trọng, được hệ thống hóa có tính giáo khoa, góp phần tuyên truyền quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế về đồng tiền Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử dân tộc hơn 1.000 năm. Sau khi được nghiệm thu, công trình dự kiến được xuất bản thành sách để phục vụ cộng đồng các nhà nghiên cứu, các nhà sưu tập cũng như những người quan tâm đến đồng tiền Việt Nam.